Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan. Chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một ngày mới an lành, một ngày làm việc thật là vui vẻ, gặp thật nhiều may mắn. Phiên hôm nay thì em xin phép được cập nhật lại những cái mặt hàng mà hôm qua hàng mà chúng em về. Số điện thoại để liên lạc với shop với nhà vườn chúng em là số điện thoại 0949 26 1918. Thì em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đây là cái combo mà hôm qua em nói giá là 1 triệu. Thì bác nào lấy lẻ em cũng bán nhé. Gồm có một bó quế tím ấy, to. Đấy. 200.000 cho bó quế tím đấy. 200.000 cho bó quế này. Bác nào lấy loại gì thì lấy. Đây. Tổng đơn hàng là 5 loại em bán 1 triệu. 200.000 cho chỗ long tu đá tím. 200.000 cho chỗ y thảo hoa màu. Và chỗ hoàng thảo vôi này em bán 250k. Đây rất là đẹp ạ. Chỗ hoàng thảo vôi này chỉ có 3 rễ thôi, 250k cho chỗ hoàng thảo vôi đấy. Đây, toàn bộ tổng đơn hàng em bán giá là 1 triệu một combo này. Và đây em có một ít có một cân kiều hồng này. Đấy. Chỗ này em bán 280.000 nhé, chỗ kiều hồng này. Ngoài ra những cái mặt hàng mà hôm qua em đăng đây. Đây châu. Châu này là châu Thái, hàng mặt hoa xổ số nhé. Cây có cây đã có hoa và có cây chưa có hoa. Và có cây đã có nụ hoa và có cây chưa có nụ hoa. Đấy. Và này rất là đẹp. Mọi người có thể mang về trồng chậu cũng được này. Trồng lũa cũng được, nhưng mà theo em thì mọi người nên trồng hai cây một vào chậu. Mua một cái chậu đường kính tầm khoảng 25 thì mọi người nên trồng vào chậu, vì loại này nó phát triển rất là sung. Rất là khỏe luôn. Đây cái này có tận hai vai hoa này. Thì mọi người trồng vào chậu giá thể để cho vào xung quanh là vỏ thông với lại một ít xơ dừa hoặc là một ít rêu đắp lên mặt trên để cây nó giữ ẩm cho cây và cây nó mọc tốt là cây đảm bảo. Đấy em bán giá là 150.000 một cây. Đấy bao hàng đẹp cho mọi người nhé. Em cam kết hàng đẹp cho mọi người. Và vì loại này thì hàng Thái mọi người biết rồi. Đấy hàng này thì cho các cô chú anh chị các bạn mà những ai mà thích hàng mà không bị lỗi, không bị hỏng một tí tị nào đấy. Là không bị hỏng, đúng là không bị hỏng một cái lá nào luôn thật này. Đây cây rất là đẹp ạ. 150.000 một cây ạ. Đó. Đây là châu lá mít, hay còn gọi là châu xếp rụt nhé. Thì hôm qua em bán cũng được khá nhiều rồi. Loại này có được 7-8 lá. Đa phần là 7-8 lá nhé, đều đều 7-8 lá. Thì hàng giống thôi ạ. Loại này thì nếu mà cây nó tầm khoảng 5 cặp lá thì nó sẽ rất là đắt. 5 cặp lá trở lên nó sẽ rất là đắt. Cũng như là cái châu xổ số ở bên bên kia, châu là trung bên kia. Đây là châu lá mít này thì cũng mặt hoa cũng xổ số nhé. Hoa cũng xổ số, gồm có màu trắng, màu tím, màu sắc pháo, màu đỏ đốm, màu cam, các loại màu nó lẫn lộn. Thì hôm qua em cũng bán gần hết rồi, hôm nay em chỉ nhận được thêm khoảng 4 cây nữa thôi nhé. Đấy, em sẽ nhận thêm khoảng 4 cây nữa thôi bởi vì em sợ là em hết hàng. Đấy. Giá 250.000 một cây nhé. 250k cho một cái cây châu rụt lá mít này. Ở phía bên này em có rất là nhiều hàng nhé. Đây là chồn bắc. Chồn bắc khác chồn Lào. Chồn bắc cây toàn cây xếp thôi, thẳng xếp rất là đẹp. Và cây của nó tươi hơn chồn Lào. Chồn Lào thì khi mà dân khai thác về thì khá là cho qua cái đường vận chuyển thì mọi người cũng biết rồi, từ bên Viên Chân sang đây thì nó rất là xa. Và cái cây của nó sẽ bị xuống lá một tí. Chồn Lào thì khác ngược lại. À, chồn Bắc thì khác ngược lại. Chồn Bắc thì khai thác ở mạn Cao Bằng, Hà Giang chúng em thôi. Đấy thì chồn Bắc rất là đẹp nhé. Chồn Bắc này em bán giá là 230.000 một cân nhé. 230.000 một kg. Chồn Bắc. Và tiếp theo ở trong này hạc vĩ Lào đây, hạc vĩ Lào giá 150k 1 kg. Trong này em ở phía bên này em còn có một ít kiều tròn, hôm qua em nói cả chỗ kiều tròn này em bán 400k đây, cả chỗ kiều tròn này rất là nhiều này, 4-5 cân gì đấy, em bán thanh lý luôn. Rồi, ở trong này còn có rất là nhiều mặt hàng đấy ạ. Trúc Phật Bà em bán giá 420.000. Em nói rõ về Trúc Phật Bà một chút. Trúc Phật Bà chủ của gia đình chúng em chủ yếu là hàng dề. Chủ yếu là hàng dề như thế này nhé.
Nhưng mà trong quá trình khai thác và vận chuyển thì dân không giữ được cái nụ hoa mấy đâu. Đấy, thì những cái nụ hoa nó đã bị táp và bị gãy khá nhiều. Đấy. Thế là mọi người mua về chỉ mục đích chỉ mua về làm giống trồng để cho giống cho năm sau thôi nhé. Đấy. Em bán giá 420.000 hàng đẹp như thế này luôn đấy ạ. Đấy. Hàng đẹp như hình luôn này. Và đây là không phải là hàng Trung Quốc đâu nhé. Đây là hàng rừng. Đấy. 420.000 một cân ạ, và hầu như là toàn cây rất là đẹp, đường kính từ 30 cho đến 40 thôi. Đấy. Và chiếm tới 80% là hàng rể ạ. Không có hàng bé nhé mọi người nhé. Em bán 420k 1 kg. Long Tu Xuân 260.000 một cân này. Đấy. Tu Xuân thì hàng rất là đẹp luôn. Đó. Long Tu Xuân 260.000. Nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng lô hôm nay về cực kỳ đẹp này. Mọi người xem nhé, em sẽ quay hướng này. Nhất điểm này thì em bán giá là 120.000 một cân. Đấy. 120.000 một cân. Bác là mua 5 cân trở lên em bán là 100.000. Hàng cam kết hàng đẹp nhé. Hầu như toàn hàng dề và lá thân lá rất là đẹp đều. Loại này thì hoa của nó được tầm khoảng 2 tháng. Hoa màu màu vàng lưỡi đỏ nhé. Hoa màu vàng lưỡi đỏ, nhất điểm hoàng. Đấy, còn gọi là nhất điểm hoàng. Ở đây là chồn Lào đây. Chồn Lào em bán giá 170.000 đây. Đấy. Cái sự khác biệt giữa chồn Bắc, chồn Lào thì nó không có gì khác biệt. Chẳng qua là hàng chồn Lào thì khi mà khai thác từ bên kia về thì lúc nãy em cũng nói rồi, thì nó hơi xuống lá một tí. Cái này mọi người mua về ngâm xuống nước cho em khoảng 1 tiếng, sau đó bỏ ra và trồng bình thường, cây vẫn lên bình thường ạ. Thậm chí khi mà cây nó thích hợp với điều kiện môi trường nó còn lên khỏe hơn cả chồn Bắc mình. 170.000 một cân. Phía bên đây là đùi gà tròn đây. Hôm qua em quay hình đây. Mọi người thấy là cái lô đùi gà tròn này rất là đẹp này. Đấy. Hầu như là thân tơ rất nhiều. Đấy. Gà tròn em bán 230.000 một cân nhé. Hàng đẹp như hình luôn ạ, chủ yếu là thân tơ nhé. Hàng rừng mà có nhiều thân tơ thế này là ổn lắm rồi đấy ạ. Cái hàng rừng mà có nhiều thân tơ này là ổn lắm rồi. Thế còn còn nhiều thân tơ nữa là phải hàng công nghiệp, chứ còn tầm như thế này thì em thấy quá là ổn đấy. Đây là đùi gà tròn nhá, thân dài từ 40 cho đến 50 cm cơ. Em có ít kiều đấy. Này các bạn đóng hàng các bạn để lung tung một tí. Đấy. Kiều này là kiều vàng nhé. Giá 160.000. Phi điêu vàng này. Phi điêu vàng ở trong này. Đấy, loại đẹp thì 140, loại xấu thì 80.000. Tuy nhiên ở phía trong này là toàn hầu như là toàn loại xấu nhiều đấy. Nhưng mọi người xem nhé đây. Hàng hôm qua em thanh lý luôn đấy. 80.000 một cân. Và hôm nay có cái lô hàng rất là đẹp. Đó là cái ngọc thạch. Ba màu ngọc thạch hôm qua có các bạn các cô ở nhà đã làm cắt tỉa rễ rất là sạch sẽ này, làm rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Cắt rễ các thứ và cắt hết thân gãy thân kia thứ rất là cẩn thận đây. Đây sạch tinh luôn, mọi người mua cái hàng này về chỉ biết ghép lên thôi nhé. Giá 170.000 một cân đấy. Đấy. Loại này làm sạch như thế này thì thực ra là khi mà bán thì chúng em cũng không được lãi bao nhiêu đâu này. Đây, rất là sạch, làm rất là sạch luôn này. 170.000 một cân. Ở đây có một ít hoàng phi hạc. Ít hoàng phi hạc này em bán được mấy hôm rồi đấy. Đấy, nó rụng hết lá rồi. Em cũng nói thật luôn, cái hàng nào bán nhanh và hàng nào bán chậm thì cũng... Đấy. Đây, nó rụng hết lá như thế này này. Hoàng phi hạc bán giá 120.000 một cân đấy. Đây là hạc vị Bắc. Vị Bắc này thì có số lượng cực kỳ ít này. Vị Bắc còn có lá này. Đấy, mọi người xem đây. Đây là lô vị Bắc nhé. Vị Bắc 280.000 một cân ạ. Riêng hàng vị Bắc thì em sẽ không giảm giá được mấy. Cái loại này nhập, nguồn nhập cũng khá là đắt đỏ rồi. Đấy. Đây. Và rễ các bạn cũng đã cắt cho mọi người một ít rồi. 280k 1 kg ạ. Tiếp theo đây là lô giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo này, lô này rất là đẹp. Mọi người xem nhé, 250 một cân ạ. 250 một kg loại này. Đấy, trong quá trình đóng gửi chúng em sẽ đóng cả cây, nó cây vừa vừa vào nữa chứ không phải cây to thế này không. Thì em tìm những cái cây bé cho, tìm hơi khó này bởi vì cây bé nó, lô này thì nó ít lắm. À, lẫn một cây Vanda. Toàn cây cong cong đây. Hầu như cây to đấy ạ.
Đây có cây bé đây. Đấy, bé nó cũng tầm như này. Đây là cào cây nhá mọi người nhé. Cào cây nó đắt hơn cào đá. Đấy, cào cây thì hoa nó tím đẹp hơn và bản lá của nó dày hơn. Đấy, hoa dài hơn. Đấy, chủ yếu cái độ ra hoa phân nhánh nó rất là nhiều. Đó, cẩm báo khả năng ép hết hàng đấy, cẩm báo. Có vài cân. 300.000 một cân nhưng mà sợ là hôm qua nhận đủ đơn hàng của khách hàng cũng không dám quay nữa. Đây là hoàng thảo môi tua nhé. Môi tua em bán giá 100.000 một cân ạ. Hay môi tua này hay còn gọi là hoàng thảo hoàng long vĩ. Đây lô này đây. Hầu như là hàng rất là xanh đẹp. Đấy. Hàng mới về này rất là xanh đẹp. Nên là khi mà cô chú anh chị các bạn mà mua về để ghép luôn nữa thì em nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn. Bởi vì là nếu mà may mắn thì có những hôm chúng em bán được hết hàng ngay thì không sao. Nhưng mà tổn đến hôm thứ hai, thứ ba là cây cây nó sẽ bị vàng lá, nó rụng lá khá nhiều ấy. Thì cái chất lượng cây nó sẽ đi xuống và lúc đấy hàng nó rẻ hơn một chút thật. Nhưng mà cái chất lượng cây nó lại không được đẹp như này. Nói thật luôn đấy ạ. Hàng mới về lúc nào cũng rất là đẹp, xanh đẹp. Nên nó chỉ hơn đắt hơn 10, 20, 10, 10, 15 nghìn thôi. Nhưng mà cái chất lượng cây thì rất là đảm bảo. Đã, 100 nghìn một cân ạ. Báo hỉ. Báo hỉ là một cái loại hoa, cái tên nói rất là hay. Hoa màu tím đậm. Trước thì có rất là nhiều anh chị em hỏi cái hàng em báo hỉ ở nhà em. Đợt này, đợt trước thì em lại khan hàng, không có hàng. Em về được 10 cân rồi. Giá em bán là 200.000 1 kg nhé. Hoàng thảo báo hỉ nhé. Đấy. 200.000 1 kg. Cuối cùng em thanh lý cái sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên này là hàng cũng tạm tương đối ổn. Tuy nhiên rằng là hàng vụn nhiều nhé. Hầu như là hàng vụn. Hàng vụn như thế này. Mọi người cái này thì mua về trồng một chậu đấy. Này thì không ghép cây được như cái video em chia sẻ được nữa. Cái này thì chỉ ghép vào chậu đấy. Mọi người cho vào trong chậu và lấy dây thít buộc lại là xong. Loại này em bán giá 120.000 một cân. 120.000 1 kg nhé. Đấy. Qua một chút thời gian thì em cũng vừa giới thiệu xong cả gian hàng của dành chúng em. Phiên những ngày cuối tháng thì chúng em cũng có về bằng này hàng. Xin mời cô chú anh chị các bạn lựa chọn cho mình những khóm dề lan đẹp nhé. Buổi trưa hôm nay thì em sẽ làm cái video trồng cái lan đai châu nhỉ, chia sẻ cho mọi người một ít cái kinh nghiệm về trồng lan đai châu, trồng trong chậu, trồng trong chậu. Đấy. Bình thường thì thấy mọi người toàn trồng lên lũa hoặc là ghép lên trụ là nhiều. Trồng lên chậu thì những cái cách trồng rất là đơn giản và phổ thông cho tất cả cô chú anh chị các bạn mới bắt đầu tập chơi lan ấy. Thì nó rất là dễ dàng, dễ trồng và dễ chăm sóc đấy ạ. Thôi em xin khép lại video bán hàng tại đây rồi. Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nhé.